Ngày 19 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc tại một khách sạn ở tỉnh Vĩnh Phúc, đồng thời đề nghị truy tố 37 bị can. Trong các bị can có hai phó chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam, gồm Lê Hùng Nam, Trần Thanh Tú. Trong vụ án này tổng cộng có 45 người bị khởi tố, nhưng một số đang bỏ trốn nên tại kết luận điều tra, cơ quan điều tra chỉ đề nghị Viện Kiểm sát truy tố 37 người. Theo kết luận điều tra, một số người chơi golf ở thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên đánh bạc bằng hình thức poker tại văn phòng của bị can Nguyễn Quang Nhân đang bỏ trốn tại số 42/2 Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 3 năm 2023, Hiệp hội Golf Việt Nam dự kiến tổ chức giải VGA Union Cup 2023 tại sân Đầm Vạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Lợi dụng tham gia giải golf này, Trần Anh Linh, đội phó tuyển golf miền Nam đã rủ nhiều người thuộc đội tuyển golf của hai miền để nhóm chơi golf đánh bạc dưới hình thức chơi poker. Khuya ngày 20 tháng 3, cảnh sát ập vào khách sạn phát hiện các bị can đang chơi poker tại hai bàn, thu tang vật gồm số phỉnh được quy ước tương đương hơn 4,6 tỷ đồng.